sao không nói gì trơn thế? Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mấy cô cháu đi trèo cây dừa. Hái bông dừa. Alo. Bắt bông dừa. Không phải trèo cây dừa mà đi chặt cây dừa. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cả gia đình mình lại đi bắt đuông dừa, đi chặt cây dừa để kiếm xem có cây dừa nào có đuông không, mình sẽ chặt để về làm món. Ngó lên trời là thấy cầu uốn ở trên cao. Các bạn thấy những cây dừa này là đuông nó đang ăn hết rồi, các bạn thấy không? Cái lá nó khô ở trong trong cái ấy của nó, là nó có những cái mùng của cái con đuông á, nó đẩy ra. Hôm nay mình sẽ xử cây dừa này các bạn ơi. Cây dừa này là đuông nó ăn hết trơn rồi nè. Hơi cực đó nha các bạn nha. Nó cũng có một cái hoài của mấy trái nè. Dừa này dừa gì vậy mà? Hả? Dừa này dừa bị, dừa xiêm gì mẹ cũng không có rành nữa. Mình quá trời kìa. Hả? Mình chặt xuống uống được. Được nè, bên này nè, mấy cây này nó bây giờ nó đuông nó ăn hết rồi, còn để làm gì nữa. Hôm nay hãy thử để cho bạn Trâm tự cắt được con đuông dừa. Rồi, với lại bạn Trâm nay phải ăn một con đuông dừa để cho quý vị biết. Cả nhà mình hôm nay mỗi người ăn một miếng đuông dừa. Con ba cũng ăn đuông dừa luôn. Mình chặt xì dòng không nữa. Bữa hổm mình cũng đã làm một lần hiệp sĩ, hôm nay mình làm hiệp sĩ thứ hai nè. Để chặt cây dừa nè. À, hôm trước làm hiệp sĩ. Hero. Bỏ sĩ. Hero. Xả hết để lấy cái ghế vô cho nó. Hero. Super hero ơi. Mà thấy giờ có người phụ giúp rồi các bạn ơi. Ra tay giúp đỡ. Chú con với chú có cái nón giống nhau nè. Ờ, nó còn có giày. Nó chú không có giày. Chỉ có mặt chú không có rùi thôi. Mặt con nhỏ hơn mặt chú. Nhưng mà chú không có áo bà ba. Chú không có áo bà ba. Các bạn thấy không? Cái nào chưa phao. Ăn từ trong này nè. Nó ăn từ dưới nó ăn lên này, thấy có lỗ gì không? Ồ. Nó ăn hết cả cây dừa chết ngắt luôn. Này là con gián đất. Đó, con gián đất quá trời. Đuông gián. Mình ăn trộm đó anh, ăn trộm. Cái con kiến dương nó bay vòng vòng đây nè, đó 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 đó. Đó đó. Bắt nó. À, hay. Hay. Nó bay mà hành chụp được mới hay ha, giỏi thiệt chứ. Nè nè nè. Bỏ vô đây. Ghê chưa? Bỏ vô cái mặt. Hồi trước có học ống vỏ á. Ghê nè. Cho cái giới tính đi, được hai cái vậy. Con hay nó. Còn hay nấu nữa. Cô có mua dưa hấu rẻ năm mấy. Biết tại sao mà chị ba chặt dừa không mệt không? Tại lúc chặt là bây giờ nè, đi nè, đi hoài nè, không ở nhà nè, dựng cá chiếm hết. Ba rùa nè, bốn rùa, năm rùa nè, một đống rùa nè, một đống rùa nè, không đi nè, đi đâu mà đi nè, sắp đi miết nè, mà còn rớt đồ nữa nè. Tặng cho quần cái bà nào nữa. Trời ơi. Cô. Em để lên. Lại lại. Vô dứt. Ngồi vô danh dứt. Ở trong nữa. Đó, kìa kìa cô. Danh dứt. Trời ngon quá. Ừ, ngọt, rất là ngọt. Lần đầu tiên ăn cái này tươi luôn á. Đỉnh. Từ từ đến. Em chặt cái trên nó đã đi. Đi vô đi. Em gọt hết mấy cái lá nó. Ăn được hả chị? Ăn được. Cắn ăn thử. Yeah. Lên mây luôn. Ôi ngon quá mấy bạn ơi. Ngọt tuyệt vời luôn. Ăn thử miếng cô. Cô đã rồi. Ngon không? Cái tinh tế của. Ê ê con cái gì? Giòn giòn. Ngọt không kém gì à, cơm dừa luôn á mọi người. Cái này là các bạn mình vừa được đun dừa. Đó. Mà mình lại cũng vừa được gỏi củ hủ dừa nữa các bạn. Ngon quá hả? Mình cũng
mình là sẽ làm được cái món của mình đã mong đợi nha. Có gì đâu sợ. Đã không? Đã không á? Đã. Ú nào ú nần luôn. Ôi cưng quá. Này con này giống gì Hạnh nhất nè. Rồi nè. Nè em đây nè. Cái dừa này thì mình sẽ làm cái món món cùng với đuông luôn. Các bạn thấy mê chưa? Đó, cô cháu mình đi uống lý được nhiều nè, đó. Nói vậy chứ nãy cái cây dừa của mình á thì được ít thôi các bạn. Còn cái được đâu cũng phải được chục con, còn đâu cái này là của anh ba, bữa hôm qua anh ba đi Bến Tre về á, rồi mấy anh bạn cho. Còn cái cây dừa của mình là chủ yếu mình đi để mình coi sao có đuông dừa hay không, nếu có mình xài luôn, còn không mình sẽ lấy củ hủ dừa. Để về hôm nay mình sẽ làm cái món bạn, đó là gỏi đuông dừa, củ hủ dừa luôn. Ăn rất là... Hôm nay cái nào cũng nhiều dừa hết á. Cái con dừa nó ăn đuông dừa thì bây giờ mình lấy tại mấy cái củ hủ dừa nãy mình cũng đã chặt được này các bạn. Đó. Giờ mình về mình cạo, mình làm cho sạch sẽ, mình sẽ làm gỏi. Chắc là rất là ăn rất là hấp dẫn các bạn ha. Mọi người cùng trông chờ và đón xem. Đuông mình giờ mình sẽ ngâm nước mắm với lại ớt để cho nó nhả những cái gì trong bụng nó ra ha, cái chất ví dụ như chất dơ trong bụng nó ra. Giờ mình sẽ bào củ hủ dừa. Giờ mình sẽ sắc cái củ hủ dừa. Các bạn thấy củ hủ dừa ngon ghê không này? Cái những cái con đuông nó sắp sửa nó đục lên tới đây các bạn. Sẽ sắc cái phần này mình bỏ đi nha. Cái này nó vẫn là non này, mình sẽ sắc sọc sọc vậy, tại vì cái củ hủ dừa nó rất là giòn các bạn. Củ hủ dừa này của mình là nãy là mình đã vớt ra là nó ráo rồi nha các bạn. Mình sẽ đổ vô cái thau. Và đây nữa mình sẽ gọt thêm một chiếc xoài để cho nó cái vị chua chua ngọt ngọt của hủ dừa, chua chua của xoài, mặn mặn của nước mắm, làm cho cái món gỏi của mình nó rất hấp dẫn nha. Các bạn thấy một chảo đã chết trong thau. Mình thao củ hủ dừa, xoài. Để lấy thêm 6 trái xoài nữa gọt đi ba. Thì có làng ăn à. Kêu cả tiêu đội ăn. Đã đủ đồ chua. Giờ mình sẽ băm củ tỏi với lại ớt các bạn ha. Để mình bỏ vô cái nước mắm gỏi rồi nước mắm chua ngọt của mình ha. Cái nước mắm chua ngọt và nước mắm gỏi thì mấy đợt trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi. Hôm nay các bạn, nếu mà các bạn nào có coi thì hãy coi lại mấy cái clip trước, mình cũng có nói về cái nước mắm gỏi và nước mắm chua ngọt ha. Rồi, giờ đây mình sẽ bóp gỏi ha các bạn ha. Cái này là mình cho tắc với lại nước đường á, mình đã làm sẵn rồi, mình trộn lên. Con cho cái này nè. Mẹ biết rồi. Mẹ củ cà rốt đâu, củ cà rốt đâu nãy hả? Cái gì cà chua vô hay đồ đi lắc cho đồ nó mới dơ à. Nãy không có cà rốt. Quay vô đi. Để cho nó có cái vị chua. Rồi. Giờ mình sẽ chan nước mắm lên. Cái này mình sẽ cho chút xíu cà rốt đó nha các bạn. Rồi.
mình sẽ bỏ rau răm vô nữa này nha các bạn nha. Đây là cái gỏi của mình nó cũng đã mà bánh tráng vậy. Nhưng bánh tráng trộn quá chị. Mình sẽ bỏ vô cái dĩa con gà. Đuông nằm trên con gà. Rồi, đuông dừa của mình nó nằm trong nước mắm, bây giờ nó sẽ ra ăn lại cái củ hú dừa nha các bạn. À, các bạn thấy không? Rất là ngon. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Trời, tin được không? Bỏ xuống kìa cô. Rồi, và bây giờ mình sẽ rải đậu phộng lên cho cái con đuông dừa nó thơm cái mùi đậu phộng. Cái con gì mà nhỏ xíu 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 mà nó mập đẹp dữ vậy trời. Tina, My này, My sao ăn này chứ gì? Tina, đi ra đây, ra đây. Vô nghe. Vô trước à. Thấy sao? Hả? Thấy sao? Thế mà ngon. Béo. Thấy vậy chứ cái này ăn béo lắm chứ bộ. Ngon quá. Giòn quá hả? Ăn nhai cái đậu rột cái hả? Đậu rột còn đậu. Thế mà ngon. Cái món này ngon quá. Vô đi ra ăn thử vũ một cái củ hú dừa. Hai đầu ta đây đây mới có một cơm ăn rồi. Ăn đi chứ. Béo mà rất là béo. Ủa, nó còn nhúng nhích không mà nhục 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 con vô đây đi mà ngon chứ. Thế làm ăn bánh ra đây mời đưa cảm nhận của chú như thế nào? Nói không lên lời lời. Ngon chú? Ngon. Béo không chú? Béo. Chôm chôm lại đây em. Lại đây. Hạnh giữ. Con xử hết nhiêu đây đó. Hạnh xử hết cái thao không? Giờ Hạnh không có thèm chơi ở trong cái dĩa gỏi. Con lấy một miếng con bỏ vô trong cái ấy kìa. Siêu bự luôn. Chấm vô. Chấm vô mạnh vô. Chui dưới đây. Nè nó chui nè. Trời nó chui đi. Thấy chưa? Chui. Mình làm con nhỏ trước xíu nữa con bự mình chui, ăn sau. Chui chỗ nào? Vậy mà chui cái gì mà chui? Bập. Ép cái rồi xong. Rồi vô nè. Ngon ha. Nó ấy nè. Ngon hả cậu? Ôi trời, kẹp luôn. Hạnh thử sức với bạn đuông ha. Con ăn chóng không? Đâu rồi. Cho vô miệng mất tiêu rồi, đâu rồi. Nó bơi rồi. Không. Để đi. Đó, vậy đó con ăn luôn. Vậy mới đã. Béo mà. Béo lắm, nó là béo, hết sức. Dạ. Tại vì nó ăn củ hú dừa không. Hạnh sẽ lựa cái con nào bự nhất. Nên ăn con nhỏ là tượng trưng thôi. Tượng trưng ăn thấy ghiền quá giờ quất con bự luôn hả con. Vô. 1, 2. Vô. Các bạn thấy chưa? Cái Hạnh dũng cảm không? Được. 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 Được.
Ừ, đó vậy mới ngon đấy. Đó. Đừng cho chua xuống. Đúng rồi. Béo không? Béo không? Nó đâu có mùi vị gì đúng không? À, đúng con này nè chị. Sữa. Nó hơi có hủ quá. Chị anh quất con này nè chị anh. Cái gì cũng phải từ từ. Làm lý. Bởi vậy á, các bạn nói tại sao mà hạnh hạnh mập là như vậy nha các bạn. Vô. Còn mấy con ở trong cái thao con vớt hết ra cái ấy luôn. Kẹp vô ăn đúng không? Ồ đó Hạnh ăn cái quất con đó đây Hạnh. Đó, con đó mới ngon á. Con kẹp vô với một miếng nữa. Đúng rồi. Con kẹp vô chung với cái này nè. Đây, dạ Hạnh không ăn con ăn. Ừ. Trời ơi con gái mình nay nó mạnh dạn dữ trời. Con này ủa đâu rồi con bự đó là mím nha mày. Cô vừa vô. Mình làm mím em ơi. Em yêu làm mím. Rồi kẹp lại. Bự quá sao con không ăn được? Được. Cái miếng nhớ bẻ mấy cái này. Con quay gần đây này mẹ mới thấy đường. Nếu mà muốn ăn ngon mình không sợ nữa thì mình phải cắn cái đầu chứ. Nhớ trùm. Bé. Ủa? Cái đầu nó cái đầu cắn hả? Mi ăn cái đầu của cái mình đó. Thì... Không, Mi nói là nếu mà mình sợ thì mình sẽ ăn cắn cái đầu nó trước. À để nó không có quẩy quẩy á. Hạnh quất con nữa đi Hạnh. Vô. Con nào bự bự hả Hạnh? Dành ăn của mấy cậu đi, không có mấy cậu ăn hết á. Mẹ là chết á. Từ từ. Phải kẹp mấy cái kia cho mới được. Chị Hạnh quất bự rồi. Dở quá, dở quá. Thì con nào cũng được. Kẹp ba bánh đa nè. Dạ. Nó còn con giống đó. Ừ. Kẹp vô. Dạ, cảm ơn chú. Chậm quá rồi. Con không ăn nữa. Yeah. Yeah. Sao rồi? Một miếng bánh đa. Rau răm nữa. Một miếng gỏi. Kẹp vô. Một miếng rau răm. Rồi đằng kia còn thao gỏi nữa các bạn ơi. Đun đun thì hết rồi. Mà còn gỏi không à. Ăn cơm để con vô lấy cơm cậu ơi. Vô lấy cơm luôn nha. Trong nhà hôm qua có thịt vịt kho. Lấy cơm luôn. Để chờ con chút xíu. Rồi đi. 1 2. Rồi vô. Ui trời, ngon thiệt. Các bạn thấy Hạnh can đảm không? Nhà bánh tráng dọn ra ha. Cái ngày xưa con cá Hạnh cũng không ăn luôn các bạn. Gái 17 mà phải gái dần câu mà. Thế bà. Bỏ hết vô luôn. Ăn cái gì vậy chàng? Không có. Con nhỏ nữa. Con nhỏ con ăn rồi. Quá cô chăm. Không có đâu. Tự tin ăn rồi đó. Thấy chết chưa? Chết chưa? Không có. Cái đó hồi đó mấy người ăn không được phải không? Rồi xong. Làm để vô cái miệng. Xong. Nước xuống bụng rồi. Hay quá. Nó cười hoài không? Có nghe mùi gì không? Không không. Thì đúng rồi. Có đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu.